Người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh xuống đường đón mừng lễ lội Tết Nguyên Tiêu 2023. Ngay sau niềm hân hoan đón chào Tết Nguyên Đán, người dân ở khu vực quận 5, thành phố Hồ Chí Minh lại hòa vào không khí lễ hội tưng bừng, rộn rã trong ngày rằm tháng Giêng. Đó là Tết Nguyên Tiêu, một lễ hội quan trọng của cộng đồng người Hoa tại đây. Từ hơn 15 giờ ngày 5 tháng 2, tức 15 tháng Giêng âm lịch, tại khu vực đường Hải Thượng Lãng Ông, nhiều đoàn nghệ thuật truyền thống, lân, sư rồng của các hội quán người Hoa đã có mặt để chuẩn bị cho hoạt động diễu hành nghệ thuật đường phố. Người dân cũng tụ về rất đông để đón xem dọc suốt lộ trình mà đoàn diễu hành sẽ đi qua. Kể từ khi lễ hội Tết Nguyên Tiêu của người Hoa ở quận 5 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào cuối năm 2019, lễ hội này được ngày càng được đông đảo người dân quan tâm. Nhiều người ở địa phương khác cũng tới tham dự chứ không riêng cộng đồng người Hoa. Sự kiện này còn thu hút những du khách nước ngoài tham quan khu phố cổ ở quận 5, đặc biệt là những vị khách phương Tây. Đến 17 giờ, đoàn diễn hành bắt đầu di chuyển về tuyến đường Châu Văn Liêm, Lão Tử, Lương Nhữ Học, Nguyễn Trãi, Trần Xuân Hòa. Đích đến là trung tâm văn hóa quận 5, nơi diễn ra đêm hội Nguyên Tiêu với nhiều tiết mục sân khấu. Hoạt động diễu hành nghệ thuật đường phố năm nay có khoảng 1.200 diễn viên quần chúng tham gia. Ngoài ra lễ hội Nguyên Tiêu còn có nhiều hoạt động khác như diễn xướng thơ ca, thư pháp, triển lãm, ẩm thực. Nguyên Tiêu có nghĩa là đêm vọng đầu tiên của năm mới. Tết Nguyên Tiêu không chỉ là Tết thuần túy mang thú vui thưởng ngoạn mà còn mang ý nghĩa tâm linh. Vào dịp Nguyên Tiêu, người Hoa thường đi chùa, miếu để cầu cho một năm bình an, khỏe mạnh và phát tài, phát lộc,